có tiền liền biến cường chương 747, là ma là tiên, do ta nói mới tính. Mười ngày sau là tiệc sinh nhật của Na Tra, phu thê Lý Tịnh quyết định dù quỳ xuống cầu xin cũng phải để bách tính Trần Đường Quang đến đây tổ chức sinh nhật cho Na Tra, thuận tiện nói rõ ràng chân tướng ngày đó Na Tra đuổi hải dạ xoa để cứu tiểu nữ hài ở trong bữa tiệc, gia tăng thiện cảm của dân chúng với Na Tra. Na Tra vô cùng vui vẻ đi tới bờ biển tìm Ngao Bính, hy vọng Ngao Bính có thể đến tiệc sinh nhật của mình. Lại không biết Linh Châu chuyển thế Ngao Bính gánh vận mệnh Long Tộc trên người, tiệc sinh nhật vào 10 ngày sau là cơ hội tốt nhất để Ngao Bính tru sát ma đồng Na Tra Quang Minh chính đại cứu vớt trần đường quang, cũng là cơ hội tốt nhất để Ngao Bính quật khởi. Vì thế toàn thể Long Tộc lấy vẫy lân cứng rắn nhất trên người hợp thành vạn Long Giáp không thể phá vỡ, tặng cho Ngao Bính mong không có chút sơ hở nào. Thân công báo còn vạch trần thân phận thật sự của Na Tra trước Yến Hội, dụ Na Tra nhập ma. Na Tra nghe được thân phận thật sự của mình, tưởng nhầm phụ mẫu và thái ất chân nhân để mình ở trong sơn hà xã tắc đồ tu luyện là vì muốn mình ở trong đó đến chết mới thôi, giữ lấy danh dự của tổng binh đại nhân Lý Tịnh. Thế là, trong bữa tiệc, Na Tra niệm chú ngữ khống chế càng không quyển, hóa thân thành thiếu niên ma đồng chuẩn bị đại khai sát giới. Là một phụ thân sao có thể thờ ơ nhìn hài nhi nhập ma đại khai sát giới? Sao thái Ấc chân nhân có thể nhìn đồ đệ của mình rơi vào ma đạo? thế là hai người phấn đấu quên mình cản đường của na tra nhưng sao có thể ngăn cản na tra đại phát ma tính cuối cùng vẫn là ngao bính trời sinh tính tình lương thiện không nỡ hy sinh một nhà ba người na tra cộng thêm danh dự của thái ất chân nhân đổi lấy cơ hội để bản thân gây dựng tên tuổi thế là ra tay cứu giúp lại để lộ thân phận long tộc của mình cùng với ấn ký linh châu thân phận long tộc của ngao bính bị bại lộ thái ất chân nhân càng muốn vạch trần tội ác của long tộc trong chốc lát ngao bính tâm loạn như ma không biết làm thế nào cho phải. Thân công báo nhân cơ hội giật dây nói, kế hoạch trước mắt chỉ có khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều chôn cùng, tin tức Linh Châu bị trộn mới không bị tiết lộ ra ngoài. Dưới sự giật dây của thân công báo, Ngao Bính quyết định đại khai sát giới, tàn sát tất cả bách tính ở đây, chôn sống trần đường quan. Sao mọi người có thể là đối thủ của Ngao Bính trên người có Linh Châu, cùng với vạn long giáp? Ngay lúc trần đường quan sắp bị hủy diệt, Na Tra kịp thời đuổi tới. Hóa ra, hắn chạy trốn vào trong rừng sâu, từ chỗ phong hỏa luân biến thành tọa kỵ tiểu trư thấy được tình cảnh lúc trước phụ thân và sư phụ đi cầu xin thiên tôn giải chú. Chú thiên lôi khó giải, nhưng nếu lấy mạng đổi mạng lại có thể làm được, Trường Sinh Vân tặng cho Lý Tịnh hai tấm phù trước khi thiên kiếp đến dán tấm phù lên người mình có thể lấy mạng đổi mạng cứu tính mạng của Na Tra. Sau khi Lý Tịnh nhận phù lại cẩn thận cất giấu cũng cầu xin thái ất chân nhân giúp đỡ giấu giếm việc này đừng nói cho người khác nhất là phu nhân và hài tử của mình na tra mở phù bình an đeo ở bên hông do phụ thân lý tịnh tặng ra xem đây chính là tấm phù thuật di hoa tiếp một mà trường sinh vân vẽ vào ngày đó trong bộ phim này lý tịnh biểu hiện bình thường dễ khiến người ta bỏ qua lại là người yêu thương sâu đậm nhất cũng như lão phụ thân truyền thống trung quốc ngày thường không thích nói chuyện lúc then chốt lại gánh vác gia sơn đôi mắt thanh sơn hơi ướt át phụ thân của hắn ta cũng là một người như vậy lúc này trong rạp chiếu phim có rất nhiều người bật khóc nhưng người khóc không phải tiểu hài mà là phụ mẫu dẫn bọn họ đến tuy bọn họ còn rất trẻ nhưng bây giờ cũng làm phụ mẫu có thể trải nghiệm tình thương nồng nàn tựa núi cao của lão phụ thân này sâu sắc lặng lẽ lại rất mạnh mẽ nhất là bây giờ đang trong thời gian ăn tết mọi người về nhà chúc tết nhìn thấy tóc của lão phụ thân đã hoa râm làn da khô gầy, còn có sống lưng không thể ưỡn thẳng nữa, nước mắt lại tràn mi. Phụ thân mẫu thân, sao hai người lại khóc? Hài tử ngây thơ hỏi. Không có gì, hạt cắt bay vào mắt. Phụ thân cười nói. Nhưng nơi này không có gió, hài tử nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Thanh Tuyết đang xem phim điện ảnh đôi mắt cũng ẩm ướt. Nàng nhớ tới phụ thân của mình, hoặc nhìn là một người rất nghiêm túc uy nghiêm thật ra rất yêu thương nàng biết nàng kết hôn lập tức chạy đến Giang Nam gặp nữ tế, tiến hành thử thách, cuối cùng sợ nàng đau lòng cũng không làm khó lâm bắt phàm. Sau đó còn lén lút chuẩn bị rất nhiều áo cưới cho nàng. Còn rất nhiều chuyện khi còn bé, bây giờ suy nghĩ lại phát hiện nàng có thể thuận buồm xuôi gió xuôi nước, thật ra đều do phụ thân bảo vệ. Dù sau này tùy hứng rời khỏi tập đoàn Bạch Thị, cũng không làm khó quá nhiều. Vị phụ thân này của nàng, không phải là một lý tịnh khác sao? Lão công, bạch thanh tuyết dựa đầu nhỏ vào cánh tay của lâm bắc phàm dịu dàng nói sau khi quay về chàng dạy ta làm đồ ăn ta muốn làm mấy món cho phụ thân được hắn chắc chắn sẽ rất vui vẻ lâm bắc phàm mỉm cười lão công phụ mẫu của chàng đâu vì sao ta chưa từng nghe chàng nhắc đến bọn họ ta không có phụ mẫu thậm chí còn không có một người thân nào lâm bắc phàm lắc đầu đây cũng là điểm khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ dù kiếp trước hay kiếp này hắn thật sự không có một người thân nào không có một người nào có liên hệ máu mủ nhưng cuộc sống không hề khổ sở luôn được người khác giúp đỡ cứ như ông trời đang giúp đỡ hắn vậy trong phim na tra kịp thời chạy đến cứu phụ mẫu và thái ất chân nhân ra sau đó hắn và thái ất chân nhân liên thủ chiến đấu với ngao bính và thân công báo bốn người giao chiến khó phân cao thấp ngao bính biết thuật pháp của mình nhất định phải hoàn thành trước khi thiên kiếp đến thế là hóa thân thành cự long dùng hết sức thi triển thuật pháp thúc đẩy một tảng băng to lớn rơi mạnh xuống trần đường quang bách tính trần đường quang nguy cơ sớm tối nếu tảng băng rơi xuống vào lúc này vậy trần đường quang sẽ không còn ai sống sót na tra thấy trần đường quang nguy cơ sớm tối thế là dưới tình huống vẫn giữ được thần trí của bản thân lại thôi thúc càng khôn quyển mở ra phong ấn phóng thích sức mạnh ra sức ngăn cản ngao bính ngao bính ở trên cao nhìn xuống chân đạp lên tảng băng cao ngạo nói với na tra ngươi là ma hoàng, mệnh nên như thế, đây chính là mệnh của ngươi. Đối mặt với áp lực cực lớn, Na phát ra tiếng gầm thét, mệnh ta do ta không do trời. Là ma là tiên, do ta nói mới tính. Đây cũng là chủ đề của bộ phim. Cũng như Trần Thắng Ngô Quảng đã từng hét lên câu Vương Hầu Tướng Lĩnh chẳng phải trời sinh. Điểm danh dân tộc Hoa Hạ từ xưa đến nay, không tin số mệnh, không phục số mệnh, có can đảm và tinh thần dũng cảm đấu tranh với vận mệnh đấu với trời, vui vẻ vô cùng. Đấu với đất, vui vẻ vô cùng. Đấu với người, vui vẻ vô cùng. Sau khi Na Tra bùng nổ vô cùng kinh khủng, cơ thể biến thành ba đầu sáu tay, trong chớp mắt phun ra ngọn lửa hùng vĩ, băng và lửa hòa vào nhau khiến tảng băng to lớp lập tức biến thành một cơn mưa to rơi xuống trần đường quang. Đồng thời, còn thế như trẻ tre sông lên dết, hỏa tim thương dừng lại trước đôi mắt ngao bính, lấy được thắng lợi trong trận chiến nhưng cuối cùng hỏa tim thương lại không đâm vào vì không muốn làm người bạn duy nhất bị thương đối mặt với ngao bính không ngừng hoang mang vì bản thân xuất thân từ yêu thú na tra túng áo ngao bính chỉ nói một câu phụ thân đã nói ánh mắt của người khác đều là rắm chó ngươi là ai chỉ có ngươi nói mới tính nếu vận mệnh bất công vậy thì đấu với nó đến cùng đây cũng là số mệnh của na tra không nhận mệnh nếu vận mệnh bất công ra đời không tốt vậy chiến đấu với nó đến cùng lúc này thanh sơn thật sự muốn vỗ tay khen hay nhận mệnh là đắm chìm không nhận mệnh là bùng nổ cho dù rực rỡ trong nháy mắt cũng phải sống thật xinh đẹp lúc này cuối cùng thử thách lớn nhất thiên lôi kiếp đã giáng xuống na tra dùng hỗn thiên lăng trói phụ mẫu lại xé phù hộ thân mà phụ thân lý tịnh cho hắn một mình đối mặt với vận mệnh thuộc về mình thiên lôi hung mãnh thiên uy cuồn cuộn thiên địa mênh mông một hài tử bướng bỉnh nhỏ bé như na tra sao có thể ngăn cản được thiên uy đáng sợ ngao bính ra tay giúp đỡ vạn lân giáp không gì phá được bị đánh nát hai người na tra và ngao bính tay cầm tay chuẩn bị đối chọi với lôi kiếp kích phát lực lượng hỗn nguyên châu nhưng vẫn rất khó khăn thái ớt chân nhân kích phát thất sắc bảo liên giúp đỡ cuối cùng xác thịt của hai người họ bị phá hủy nhưng thất sắc bảo liên bảo vệ linh hồn của hai người họ bất diệt câu chuyện kết thúc khán giả không nhịn được vỗ tay bốc 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 phim hoạt hình thật sự rất đẹp mắt đây là phim điện ảnh hoạt hình hay nhất mà ta từng xem trong mấy năm qua không ngờ một bộ phim điện ảnh hoạt hình cũng có thể quay cảm động lòng người như vậy chúng ta là người lớn xem những thứ này cũng không nhịn được rơi nước mắt vì vậy nói hàng nội địa của chúng ta không có phim điện ảnh hoạt hình đẹp mắt từ nay về sau có na tra phụ mẫu chúng ta xem thêm lần nữa được không Lúc này, chuyện bên lề của bộ phim còn chưa chiếu hết. Sau khi mọi người vỗ tay xong, vẫn ngồi tại chỗ tiếp tục xem, có người miễn cưỡng, có người lại muốn xem câu chuyện đằng sau phim điện ảnh hoạt hình, vì sao quay xuất sắc như thế, khiến người ta cảm động như thế. Cuối cùng thật sự chiếu rất nhiều chuyện bên lề, ví dụ như mục đích sáng tác bộ phim này, bối cảnh sáng tác, còn có quá trình sáng tác. Tổng cộng sáng tác 6 năm, trong đó 2 năm mài dũ kịch bản, 4 năm tiến hành thiết kế hoạt hình tiêu xài tiết kiệm khoảng vốn 60 triệu, chịu đựng ròng rã 6 năm. Bởi vì quá ít tiền, không mời nổi chỉ đạo võ thuật, chỉ có thể để đạo diễn hồn đồn tự làm, gần như tất cả động tác đều do hắn ta tự thiết kế ra. Mọi người đột nhiên cảm thấy hồn đồn có mấy phần giống na tra. Tiêu xài tiết kiệm cuối cùng chịu đựng đến bây giờ, sau đó gặp đại thổ hào Lâm Bắc Phàm tài chính mới phong phú. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng xuất hiện mười mấy giây, bá khí vênh váo nói một đoạn văn trong cuộc họp, ta cảm thấy có thể làm lớn đề tài phong thần này, lần này làm na tra, lần sau có thể làm lôi chấn tử, nhị lan thần, khương tử nha cùng đủ loại nhân vật khác, chúng ta phải dùng hoạt hình làm phong phú thế giới lớn phong thần. Tiền không phải vấn đề, vấn đề là các ngươi có thể làm được không, có bằng lòng làm hay không. Cuối cùng còn có một đoạn after credit, nhân vật quan trọng của bản phong thần là Khương Tử Nha xuất hiện. Mọi người đều biết đây là dấu hiệu sẽ quay phần tiếp theo cộng thêm lời Lâm Bắc Phàm đã nói, tất cả mọi người đều bày tỏ sự chờ mong với điều này. Nhanh vậy đã nghĩ đến phần tiếp theo, mưu tính sâu xa. Ta cảm thấy dùng hoạt hình để thể hiện thế giới thần thoại, dùng một cách khác để giải thích cũng rất thú vị. Đúng vậy, bây giờ mới phát hiện hoạt hình cũng rất thú vị, rất chờ mong phần tiếp theo. Ngươi đừng nói đến phần tiếp theo vội, tìm cơ hội xem lần nữa đi. Đi mua vé trước, nhưng lúc bây giờ ít người phải mua trước. Bạch Thanh Tuyết biểu môi, lão công, cảm giác như chàng lại thắng. Cuối cùng bộ phim điện ảnh hoạt hình hoạt hình này chắc chắn sẽ nổi tiếng trong cả Tết Xuân. Lâm Bắc Phàm đắc ý, lão công của nàng ra tay, có lúc nào từng thất bại. Chàng đi mua vé cho ta, ta còn muốn xem Na Tra lần nữa, cảm thấy Na Tra rất đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết sử dụng quyền lợi lão bà. Sắc trời đã tối, chúng ta vẫn nên quay về sinh một tiểu Na Tra đi. Đáng ghét. Thanh Sơn suy nghĩ, bộ phim điện ảnh chưa tới 2 tiếng, lại để hắn ta nhớ kỹ rất nhiều nhân vật thú vị. Thái ớt chân nhân nói giọng tứ xuyên hài hước, làm việc mơ màng, nhưng lại tốt bụng. Thân công báo rõ ràng là nhân vật phản diện, nhưng nói lắp. Na tra một hài tử trắc trở, nghịch ngợm gây sự, khát vọng yêu thương, khát vọng được người đời chấp nhận lại có can đảm phản kháng vận mệnh. Ngao Bính sinh ra bất phàm, tao nhã lịch sự, lại không thể không đi lên con đường của nhân vật phản diện. Lý phu nhân hơi dũng mạnh, nhưng là mẫu thân vĩ đại yêu thương hài tử. Lý tịnh không nói nhiều, phản ứng bình thường nhưng lúc quan trọng lại là phụ thân vĩ đại lấy mạng đổi mạng. Mỗi một vai đều khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Bây giờ hắn ta có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời muốn viết vào bình luận điện ảnh của hắn ta, không nói ra không thoải mái. Những vẫn xem lần hai trước đã. Hắn ta cảm thấy bộ phim điện ảnh hoạt hình này chắc chắn sẽ mở ra thời đại mới của phim điện ảnh hoạt hình Trung Quốc, xem thêm một lần sẽ nhớ rõ nội dung cốt truyện thêm một chút. Lúc này, hắn ta nhìn thấy hai bóng dáng trẻ trung, nhíu mày, hoặc nhìn hai người này hơi quen mắt. Theo nhóm khán giả đầu tiên rời khỏi rạp chiếu phim, danh tiếng Na Tra, ma đồng dáng thế nhanh chóng lên men. Na Tra, ma đồng dáng thế thật đẹp mắt. Ta dẫn thê tử và hài tử cùng đi xem, tất cả mọi người rất hưng phấn không ngờ một bộ phim hoạt hình cũng có thể quay thú vị như thế giới thiệu ngươi đi xem một chút bộ phim hoạt hình này tuyệt đối là hắc mã trong dịp tết xuân ta yêu chết na tra ở trong đó ta còn dự định xem lần hai bảo bối của ta cũng muốn xem lần hai chúng ta định tối mai lại đến nữa đây chắc chắn là phim điện ảnh hoạt hình đẹp mắt nhất trung quốc phim điện ảnh khác ta vẫn xem na tra trước đã ngày hôm sau còn có nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Thanh Sơn tiến hành nhận xét bộ phim này, hắn ta khen ngợi rất nhiều, nói là bộ phim điện ảnh hoạt hình đẹp mắt nhất từ khi Trung Quốc tiến vào thời đại mới đến nay. Cuối cùng còn nói năng ý tứ sâu xa, thành kiến là một ngọn núi lớn, dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển. Nhưng có đôi khi thành kiến sẽ che mắt chúng ta, vì vậy ta hy vọng mọi người có thể tạm thời đặt thành kiến với phim điện ảnh hoạt hình sang một bên, đến rạp chiếu phim xem bộ phim này một lần, ngươi sẽ phát hiện hóa ra phim điện ảnh hoạt hình của Trung Quốc chúng ta cũng có thể quay tốt như vậy. Được nhiều người khen ngợi như vậy, doanh thu phòng bán vé, na ma đồng gián thế nên đón sự tăng trưởng. Ngày đầu tiên, doanh thu phòng bán vé phim điện ảnh chỉ vượt qua một ức, đối với phim điện ảnh hoạt hình đây đã là một sự tiến bộ vĩ đại, nhưng đối với phim điện ảnh tinh quang, lại hoàn toàn là thất bại, tỷ lệ khán giả cũng chưa tới một nửa. Chương trình Hoàng Kim cạnh tranh kịch liệt như vậy, mọi người ngươi truy ta đuổi, chỉ thoáng tục lại sẽ bị đào thải may mắn có chỗ dựa là tinh quang có thể chờ thêm mấy ngày xem tình hình nếu đổi lại là rạp chiếu phim khác có lẽ đã bị dừng chiếu ngay trong ngày đạo diễn hồn đồn của chúng ta nôn nóng đến ngủ không ngon ngày hôm sau tỉnh lại đôi mắt giống như na tra trang điểm mắt khói rất nhiều người vừa nhìn thấy lập tức trêu chọc cuối cùng ta đã biết hình tượng na tra từ đâu ra đạo diễn hồn đồn cười khổ nếu ta có thể nghịch tập giống Na Tra thì tốt. Nhưng vào ngày thứ hai, mọi việc lại nên đón bước ngoặt, sau khi được nhiều người ủng hộ như vậy, doanh thu phòng bán vé phim điện ảnh nhận được sự tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Ngày thứ hai công chiếu, tỷ lệ khán giả đạt đến 2 phần 3, doanh thu phòng bán vé trong ngày vượt qua 1.5 ức. Nghịch tập Tuyệt đối là nghịch tập. Các hình tượng nhân vật ở bên trong đều nổi tiếng. Na tra một hài tử trắc trở, nghịch ngợm gây sự không khuất phục sự sắp xếp của vận mệnh khát vọng được công nhận ngao bính thái tử long tộc tao nhã lịch trời sinh tính tình hiền lành lại gánh vác hy vọng cả tộc rơi vào vực sâu thái ất chân nhân nói giọng tứ xuyên tiêu chuẩn lại rất mơ hồ thân công báo tâm tư thâm sâu không đặt mục đích thề không bỏ qua nhưng hết lần này đến lần khác lại là trùng phản diện nói lắp lý tịnh lão phụ thân âm thầm nguyện lấy mạng đổi mạng lời thoại ở bên trong cũng nổi tiếng ta là tiểu yêu quái thông minh lại tự tại giết người không chớp mắt ăn thịt người không cho muối mệnh ta do ta không do trời là ma là tiên do ta nói mới tính thành kiến là một ngọn núi lớn dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển ánh mắt của người khác đều là rắm chó ngươi là ai chỉ có ngươi nói mới tính nếu vận mệnh bất công vậy thì đấu với nó đến cùng thậm chí còn có rất nhiều người bắt chước cách trang điểm của na tra Chảy hai búi tóc na tra, hai má đỏ hồng, ở giữa có ấn ký ma hoàng, đôi mắt trang điểm kiểu khói sâu không thấy đáy, lúc cười lên chảnh chọe xấu xa, như đang có ý tưởng xấu gì đó. Cơn lốc na tra đột nhiên tràn tới, lúc đạo diễn hồn đồn và nhân viên chính biết tin tức này cũng ngơ ngác. Bọn họ vẫn đang mong chờ những phim điện ảnh hoạt hình này có thể được mọi người yêu thích, như sau khi việc này thật sự xảy ra lại không thể tin được, đầu óc lập tức trống rỗng. Sau đó, cũng quên hết tất cả chúc mừng và reo hò. Chúng ta đã thành công. Phim điện ảnh của chúng ta đang bán chạy. Chúng ta cố gắng làm việc vất vả không hề uổng phí. Nhiều ngày nhiều đêm như vậy, không phụ những vất vả chúng ta đã bỏ ra. Trong đó người cực khổ nhất là hồn đồn, mỗi một bức tranh đều phải tự mình kiểm tra, còn tự thiết lập động tác. Tới đây nào, mọi người nhanh ném hồn đồn lên. Hồn đồn liều mạng giải dụa, các ngươi làm gì thế? dù vui vẻ hơn cũng không thể ném ta các ngươi không biết hồn đồn ta rất dễ vỡ sao kết quả sự phản đối của hắn ta không có tác dụng sau đó bị mười mấy người đè xuống rồi ném lên cao nhanh buông ta xuống ta sợ độ cao đừng như vậy tất cả mọi người là đồng chí phải tỉnh táo iamet trong văn phòng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hồn đồn sau khi ném liên tục mấy chục cái mọi người mới buông đạo diễn ra vẫn rất hưng phấn. Duy chỉ có hai chân của đạo diễn hồn đồn mềm nhũng, hắn ta thật sự sợ độ cao. Tổng giám đốc Lý Chính Đạo cười hiếp mắt đi tới, na tra, ma đồng dáng thế, nổi tiếng, bây giờ rất nhiều người bên ngoài đều cảm thấy hứng thú với công việc sau lưng bộ phim này, muốn phỏng vấn các ngươi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thay sang quần áo đẹp, sau đó đi rửa mặt, lấy vẻ mặt hoàn toàn mới nên đón công việc mới đến. Nhất là hồn đồn, ngươi xem hai vành mắt thâm quần của ngươi, còn quốc bảo hơn cả quốc bảo, hình tượng của đoàn làm phim chúng ta rất quan trọng, ngươi không thể gây trở ngại, nhanh chóng tìm người trang điểm che giấu đi. Lý Tổng, ta cảm thấy không che giấu được, dứt khoát thuận tiện biến thành na ra đi, cũng tiện tuyên truyền. Một mùi tử đáng yêu giơ tay lên. Lý Chính Đạo vung tay lên, ý kiến hay, cứ làm vậy đi. Đại nam nhân 40 tuổi trang điểm thành na tra, hồn đồng hơi xấu hổ, nhưng vì tuyên truyền phim điện ảnh cũng nhận nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên lý tổng chúng ta ngồi trong phòng làm việc cả đời chưa từng được phóng viên phỏng vấn đợi chút nữa chúng ta lên sân khấu phải nói gì cần phải chú ý điều gì bọn họ đều là người làm việc sau hậu trường không có kinh nghiệm được phỏng vấn trước sân khấu ăn ngay nói thật thôi bây giờ người bên ngoài muốn hiểu biết quá trình chế tác sau lưng bộ phim này các ngươi có cái gì thì nói cái đó không cần cố ý tô điểm làm đẹp cũng không cần tránh nặng tìm nhẹ cứ nói những việc các ngươi trải qua vào ngày thường nếu có thể khiến mọi người coi trọng phim điện ảnh hoạt hình thay đổi thành kiến của mọi người đó là tốt nhất lý chính đạo than thở lăn lộn nhiều năm như vậy cuối cùng phim điện ảnh hoạt hình cũng có cơ hội đi đến trước sân khấu cuối cùng có thể để người ta coi trọng cảm giác trong những năm gần đây phải nếm trải đau khổ chịu đựng mệt mỏi đều không uổng phí sau khi chải chuốt lại cách ăn mặc ngoại trừ đạo diễn bị làm xấu những người khác đều mặc quần áo chính thức xuất hiện vừa nhìn thấy nhiều đèn flash chiếu vào mặt như vậy dù là người làm việc ở hậu trường như bọn họ cũng không thích ứng ngay được thấy hơi căng thẳng tổng giám đốc lý chính đạo tự mình chủ trì buổi họp báo sau phần mở màn giới thiệu đơn giản là thời gian đặt câu hỏi tự do các phóng viên đều tập trung ánh mắt trên người nam nhân trang điểm thành na tra ngồi ở chính giữa phóng viên đạo diễn hồn đồn vì sao ngươi lại trang điểm thành na tra để xuất hiện có hàm ý đặc biệt gì không? Hồn đồn, một phần là vì tuyên truyền, một phần là vì che quần thâm mắt của ta. Các vị phóng viên, câu trả lời của ngươi rất thành thật, vừa nhìn cũng biết là người mới. Nhưng đám phóng viên lại càng hưng phấn hơn, bởi vì muốn lừa gạt người mới, dễ dàng lấy được tin tức hot. Phóng viên, đạo diễn hồn đồn, vì sao ngươi lại đặt cho mình cái tên hồn đồn chứ? Là vì đặc biệt thích ăn mì hoành thánh sao? Hồn đồn, thật ra ta thích ăn sủi cảo hơn vốn muốn lấy tên là sủi cảo nhưng phát hiện đã bị đạo diễn làm hoạt hình nào đó dùng trước vì vậy ta chỉ có thể lấy tên là hồn đồn phóng viên rõ ràng na tra rất xấu vì sao lại được mọi người yêu thích vậy chứ hồn đồn thật ra chủ yếu là vì phá vỡ thành kiến phá vỡ hình tượng na tra ăn sâu bén rễ trong lòng đám người còn có thành kiến của mọi người với phim điện ảnh hoạt hình ta hy vọng mọi người có thể nhận thức lại phóng viên đạo diễn hồn đồn, ngươi cảm thấy ngươi có thành công không? Hồn đồn, không, đường ta phải đi còn rất dài. Phải nói là chúng ta, đường chúng ta phải đi còn rất dài. Sau khi cuộc phỏng vấn này được truyền ra, mọi người càng hiểu được sự gian khổ phía sau phim điện ảnh hoạt hình. Chu kỳ chế tác rất dài, nhanh nhất cũng cần thời gian 2 năm, phim điện ảnh hoạt hình ưu tú như Na Tra, Ma Đồng giáng thế, chỉ mài dũa kịch bản cũng đã tốn 2 năm, còn có 4 năm tiến hành chế tác. Với hiệu suất của tinh quang, chưa đến 2 năm đã quay 10 bộ phim, sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Thế nhưng thời gian chế tác dài như vậy, sự hồi báo lại không cao. Rất nhiều phim điện ảnh hoạt hình có thể hồi vốn đã rất tốt, còn lại đều bị vùi dập giữa chợ. Chính vì vậy, kinh phí mới eo hẹp như thế. Chi phí 60 triệu, lại có thể chi tiêu tiết kiệm trong 6 năm, mời một minh tinh hạng nhất cũng không chỉ cái giá này. Hơn nữa phim điện ảnh hoạt hình rất đốt tiền, chỉ đốt vàng rồng bạc trắng, chứ không phải cắt xê. Cũng như đạo diễn hồn đồn của bộ phim này, bởi vì không mời nổi chỉ đạo võ thuật chỉ có thể tự làm. Gần như tất cả động tác nhân vật đều do hắn ta thiết kế. Hơn nữa nhiều bức hoạt hình như vậy, đều do hắn ta xét duyệt từng cái. Chỉ suy nghĩ một chút, đã biết lượng công việc lớn đến mức nào. Nếu không phải có một đám nhân viên yêu thích hoạt hình yên lặng dân hiến ở hậu trường, chỉ sợ phim điện ảnh hoạt hình cũng không phát triển nổi sau khi biết rõ phim điện ảnh hoạt hình phát triển gian khổ như thế rất nhiều người kêu gọi bạn bè đến ủng hộ na tra không chỉ vì phim điện ảnh đẹp mắt cũng muốn ủng hộ đám người đáng yêu này ủng hộ phim điện ảnh hoạt hình nội địa ủng hộ na tra ma đồng gián thế giới phim ảnh của chúng ta còn có một đám người yên lặng dân hiến chúng ta phải khen ngợi bọn họ mọi người cùng nhau hành động đẩy ngọn núi lớn trong lòng đi thế là đến ngày thứ ba Cuối cùng tỷ lệ khán giả của Na Tra, Ma Đồng gián Thế nên đón đầy người. Doanh thu phòng bán vé trong ngày 2 tháng 11 ức, một phát vượt qua các phim điện ảnh tốt đẹp khác, xếp ở vị trí thứ ba. Một ngày này, rất nhiều người yêu thích Na Tra đều ăn mừng. Chính là như vậy, vượt qua các phim điện ảnh phía trước. Chúng ta phải đẩy Na Tra lên vị trí thứ nhất, lại xem hai lần. Na Tra thuộc về hạng nhất. Doanh thu phòng bán vé trong Tết Xuân cạnh tranh rất dữ dội, phim điện ảnh không tốt nhanh chóng bị thay thế tặng cho các phim điện ảnh có thể kiếm tiền khác trong đó bị giảm bớt xuất chiếu đầu tiên là thành lũy ma đô tiểu thịt tươi lưu lượng siêu cấp lục tiểu hàm quay một bộ phim điện ảnh tình yêu khoa học viễn tưởng nhưng kỹ năng diễn của lục tiểu hàm ở trong đó lại rất lúng túng chỉ lo đùa nghịch không biết tình yêu là thứ gì hơn nữa nội dung cốt truyện còn nhiều sai sót cộng thêm thái độ quay phim của đối phương không chuyên nghiệp vì vậy ngoại trừ doanh thu phòng bán vé ngày đầu tiên còn tạm được đến ngày thứ hai trực tiếp chém ngang lưng ngày thứ ba còn có thể nhảy cầu vì vậy không chặt ngươi trước còn chặt ai trong đó tinh quang là tàn nhẫn nhất những người khác chỉ giảm bớt xuất chiếu tinh quang trực tiếp loại bỏ tất cả phim của ta đều lên cần ngươi làm gì loại bỏ đỡ phải chiếm chỗ thành lũy ma đô dừng chiếu bày tỏ thời đại muốn xem minh tinh lưu lượng kiếm tiền đã qua tỷ lệ xuất chiếu của natra Ma đồng gián thế đạt đến 28%, số vé trở nên nhiều hơn, thế nhưng vẫn không ngăn cản nhiệt tình của đám người. Ngày thứ tư doanh thu phòng bán vé lại sáng tạo tầm cao mới, đạt đến 2.88 ức, lại giết chết một bộ phim, tăng thêm một vị trí. Đám fan điện ảnh lại lần nữa chè chén say sưa. Trước mắt chỉ còn một bộ phim, bộ phim này là Phong thần truyền kỳ do giải trí Ali và ảnh nghiệp Dada bắt tay chế tác, cũng kể lại câu chuyện trong bản Phong thần, nhân vật chính là lôi chấn tử dù là nội dung quốc truyện sắp xếp diễn viên hay là phương diện hiệu ứng đều đạt đến hàng đầu trong nước có thể tính là một bộ phim điện ảnh rất ưu tú cộng thêm có sự bảo đảm của giải trí ali và ảnh nghiệp đa đa vì vậy doanh thu phòng bán vé vẫn rất cao thế nhưng phan phim điện ảnh na tra lại không phục phong thần truyền kỳ cái gì đâu có lợi hại nghịch thiên cải mệnh như na tra của ta lôi chấn tử dế nhủi nào có đẹp mắt bằng na tra của ta không phải chỉ là câu chuyện của bình mới đổi rượu cũ không có chút sáng tạo nào vẫn nên đi xem na tra đi tiểu na tra xông lên chỉ thiếu một vị trí nữa là trèo lên đỉnh ta giúp ngươi một tay phong thần tiêu diệt phong thần tiểu na tra không sợ hãi phong thần truyền kỳ đúng là một bộ phim điện ảnh tốt rất nhiều diễn viên giỏi của hai bên eo biển đều đóng góp ra một bộ phim đặc sắc như vậy hơn nữa hiệu ứng cũng rất tốt nếu bình thường thì không sao cả, nhưng lại đụng phải na tra, ma đồng dáng thế cũng về đề tài phong thần, vừa so sánh là thấy sự chênh lệch. Phong thần truyền kỳ có tiếng đầu tư 6 ức, na tra, ma đồng dáng thế đầu tư 60 triệu, sau này mới đột phá một ức. Phong thần truyền kỳ hấp dẫn nhiều ảnh đế ảnh hậu của hai bên eo biển đến quay phim, đội hình diễn viên hoa lệ được gọi là vô gian đạo. Thứ hai, đám fan hâm mộ đông đảo, na tra, ma đồng dáng thế không có một diễn viên nào giành thắng lợi bằng nội dung quốc truyện. Phương diện thiết kế nhân vật của phong thần truyền kỳ khá bằng phẳng, hình tượng của các nhân vật không hề nổi bật, na ma đồng hàng thế, có rất nhiều hình tượng nhân vật kinh điển, na tra, ngao bính, thái ất chân nhân, thân công báo. Tỷ lệ xuất chiếu của phong thần truyền kỳ là 35%, trước mắt doanh thu phòng bán vé hạng nhất, trước mắt na ma đồng hàng thế là 28%, doanh thu phòng bán vé xếp thứ hai nhưng sự trên lệch doanh thu phòng bán vé cũng không rõ ràng. Nhìn như vậy, phong thần truyền kỳ bị xử lý chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người trong nghề lại lần nữa than thở, tinh quang lại lần nữa thành công, vì sao phim điện ảnh của bọn họ, dù là đề tài gì cũng được hoan nghênh như vậy chứ? Rốt cuộc trong đó có bí mật gì? Giải trí Ali và ảnh nghiệp đa lại như gặp kẻ địch mạnh. Bọn họ chuẩn bị phim điện ảnh cả một năm, mời nhiều lão đại truyền hình điện ảnh tham gia vào liên minh như vậy, làm hiệu ứng rất cẩn thận, cuối cùng đầu tư hơn 6 ức, là tuyệt phẩm của bọn họ. Nếu bị một bộ phim điện ảnh hoạt hình xử lý, vậy không cần lăn lộn nữa. Nhất là hoàng tổng của giải trí Ali, vốn còn lời thề song sắc phim điện ảnh hoạt hình sẽ không tạo ra sự ảnh hưởng với bọn họ, kết quả mới được 4 ngày đã bị vả mặt, trong lòng đau rát. Vì vậy kìm nén sự tức giận, dù thế nào cũng không thể để na tra nghịch tập dù cho đây là phim điện ảnh của tinh quang. Hai công ty lớn bắt tay, giảm bớt tỷ lệ xuất chiếu của phim điện ảnh khác, tăng tỷ lệ xuất chiếu của phong thần truyền kỳ lên. Doanh thu phòng bán vé đi lên, nhưng đắc tội rất nhiều người trong giới. Nhất là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng động tử phi lửa giận bừng bừng, giận dữ mắng mỏ hành động bá đạo của hai công ty giải trí này. Bởi vì tất cả mọi người rất tốt do hắn ta tốn 3 năm tỷ mỹ mài dũa đang được công chiếu, doanh thu phòng bán vé hay là danh tiếng đều khá tốt kết quả hai công ty lớn này vì phim của mình chèn ép tỷ lệ xuất chiếu của hắn ta nếu phim điện ảnh không tốt bị giảm bớt tỷ lệ xuất chiếu thì thôi đi nhưng tỷ lệ khán giả cao hơn phong thần truyền kỳ của ngươi ngươi lại giảm bớt tỷ lệ xuất chiếu của ta ngươi nói hắn ta có thể không nổi giận sao còn có đạo diễn mới hàng tiểu hàng đạo diễn phim hài thạch hạo cũng tỏ vẻ bất mãn tại sao phim điện ảnh do chúng ta tỉ mỉ mài dũa lại trở thành pháo hôi cho các ngươi? Chủ lớn bắt nạt khách, lẽ nào lại có cái lý ấy? Ngược lại trước kia tinh quang thường xuyên làm chuyện này nhưng không làm như thế, mà căn cứ tình hình thị trường từ từ giảm bớt xuất chiếu của người khác, sau đó phân chia xuất chiếu của những người khác cho na tra. Bởi vì bọn họ đã qua thời đại tác ao bắt cá, là công ty cấp bậc bá chủ giới giải trí cả nước, thậm chí là giới giải trí toàn thế giới, đã từ một kẻ cướp đoạt, biến thành người tạo ra và bảo vệ quy tắc trò chơi lúc không có gì cả có thể phá hoại quy tắc đi cướp bóc nhưng khi có được tất cả lại phải tuân thủ và bảo vệ quy tắc cũng hy vọng người khác có thể tuân thủ quy tắc làm lớn mạnh thị trường này bọn họ mới có thể liên tục kiếm tiền hơn nữa bọn họ còn có thị trường nước ngoài natra ma đồng gián thế đã được hoan nghênh như thế có thể đưa ra rạp chiếu phim nước ngoài để công chiếu nhưng cân nhắc đến đề tài phong thần có lẽ khán giả phương Tây không hiểu rõ, vì vậy tinh quang chỉ tính toán công chiếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia châu Á cũng lấy được thành tích doanh thu phòng bán vé khá tốt. Kể từ đó, trong nước cộng thêm nước ngoài, doanh thu phòng bán vé NaTra đã vững vàng vượt qua phong thần truyền kỳ. Hoàng tổng của giải trí Ali muốn khóc, vốn cho rằng làm thế có thể hạn chế doanh thu phòng bán vé của NaTra. Một chiêu mượn lực đánh lực này của đối phương đã hóa giải tất cả ngược lại lão tổng ảnh nghiệp đa đa lại đến dỗ dành ta đã thành thói quen sau này ngươi cũng phải làm quen doanh thu phòng bán vé na tra, ma đồng gián thế liên tục trèo lên cao kéo theo giá trị ip trong đó cũng nhanh chóng lên cao có rất nhiều công ty liên hệ tinh quang ánh họa trao quyền hình tượng nhân vật điện ảnh tiến hành khai thác xung quanh bản quyền đối với điều này hồng đậu rất có kinh nghiệm đã sớm ra tay vì vậy phim điện ảnh vừa nổi tiếng hệ liệt sản phẩm liên quan đến na tra lập tức được đưa ra thị trường, cung không đủ cầu. Lý chính đạo cũng ngơ ngác nhớ tới lúc trước Lâm Bắc Phàm sắp xếp, cuối cùng mới tỉnh táo lại, Lâm Tiên Sinh đã sớm khẳng định bộ phim này sẽ nổi tiếng, ánh mắt này không phục không được. Bây giờ cả người hắn ta bước đi nhẹ nhàng, cảm giác như bay lên. Lúc trước đặc biệt chán ghét xã giao và phỏng vấn, bây giờ lại đặc biệt ưa thích, bởi vì hắn ta đã có sản phẩm để khoe khoang, đó chính là Natra, ma đồng gián thế trong lúc Tết xuân, ngoại trừ Na Tra, ma đồng giáng thế nổi tiếng, trò chơi thế giới võ hiệp này cũng nên đón lưu lượng đỉnh cao. Bởi vì Tết Xuân là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mọi người, vì vậy rất nhiều người đều đổ bộ vào thế giới võ hiệp chơi đùa vào lúc này. Còn có các đại minh tinh trang điểm lên sân khấu, nhân lúc ăn Tết, vào trong game chơi với mọi người, tăng tiếng tình cảm của mình và đám fan hâm mộ. Tất nhiên Lâm Bắc Phàm cùng tới, làm hoàng đế đi tuần dẫn theo một đám NPC thái giám và cung nữ đi tuần, đương nhiên còn có một đám NPC quan binh. Xuất hiện rất phô trương lãng phí, gần như chiếm cứ nửa màn hình. Vùng hoa, bắn pháo ầm ĩ, còn có đội nghi trượng, cái gì cũng làm một lần, như cá giết sang sông. Hồng quân đã đến. Ngươi xem thật sự phô trương lãng phí. Nửa màn hình đều bị chiếm cứ, ngươi nói không lớn sao. Hồng quân này càng ngày càng biết dày vò có nên nhân cơ hội tiêu diệt hắn không? Có thể thử một lần. Nhìn thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Lâm Bắc Phàm kêu gọi, chào các đồng chí. Các đồng chí vất vả rồi. Quần chúng vây xem. Đột nhiên có một vị hào hiệp đứng ra nói chuyện, nhìn tên hôn quân này phô trương lãng phí, không biết đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ta không nhịn được, hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo, xử lý tên hôn quân này. Ta đồng ý, trong lúc ăn tết không làm chút việc cách mạng không phải có lỗi với thời gian tốt đẹp này sao cuối cùng huyết ảnh cuồng đao của ta cũng thấy máu ha ha ngay lập tức một đám người không có ý tốt vây quanh hoàng đế đừng kích động đừng kích động trong lúc ăn tết thấy máu sẽ không tốt các ngươi rất vất vả để luyện đến cấp bậc này nếu bị ta giết thành bản trắng không tốt lắm đâu ta phát hồng bao cho các ngươi sau đó thật sự phát hồng bao một cái thiên nữ tán hoa, đám người đang nhìn màn hình đều có cơ hội cướp hồng bao. Hoàng đế, cướp hồng bao. Nhanh tay có chậm tay hết. Sau đó, cướp hồng bao thật sự là bản năng của loài người, Lâm Bắc Phàm ném ra mấy trăm vạn lượng bạc, trong phút chốc đã không còn. Người cướp được hồng bao vui mừng hớn hở. Cảm tạ hoàng đế ban thưởng, đã vậy ta không làm cách mạng nữa. Hoàng đế bệ hạ, chúc mừng năm mới. Nếu ngươi vẫn hào phòng như vậy, còn ai lật đổ chính quyền của ngươi nữa lại thêm một cơn mưa hồng bao nữa lúc này có người kêu lên mọi người mau đến xem tử nhi quý phi đến chỉ thấy một thiếu nữ mặc cung trang dẫn theo đội xe mấy chục chiếc xuất hiện tử nhi quý phi ta mời mọi người uống rượu chúc mọi người năm mới vui vẻ chỉ thấy sau xe của nàng kéo theo một xe lại một xe rượu rất nhanh đã bị quần chúng vây xem cướp sạch ta ơn tử nhi nương nương quần chúng đồng loạt hô to, đều cảm thấy rất thú vị. Hoàng đế, ái phi, nhanh lao vào lồng ngực của trẫm. Tử nhi quý phi, hoàng thượng, thần thiếp đã đến. Lúc này, lại có một vị quý phi xuất hiện, sở sở quý phi. Sở sở quý phi khá xấu hổ, chúc mọi người năm mới vui vẻ trước, sau đó vứt ra một đống ngân lượng. Lâm Bắc Phàm lại kêu gọi. Hoàng đế, ái phi, nhanh lao vào lồng ngực của trẫm sở sở quý phi xấu hổ đi đến. Tử nhi quý phi, hoàng thượng, sao ngươi gặp ai cũng nói câu này chứ? Hoàng đế, vậy phải nói thế nào? Tử nhi quý phi, nhanh đến phòng ngủ của trẫm. Hoàng đế, quần chúng vây xem cười thảm. 666, tử nhi quý phi biết lái xe. Xem ra cuộc sống cung đình này cũng không cô đơn. Không ngờ ngươi lại là quý phi như vậy. Cảm giác trên đầu hoàng đế hơi xanh ngay sau đó mị nương quý phi jessica quý phi và vivi quý phi đều đến chúc tết mọi người vivi quý phi gần như chạy chậm đến hoàng thượng thần thiếp nhớ ngươi muốn chết hoàng đế ngươi đi đi ta không muốn nhìn thấy ngươi chỉ trong chốc lát bên cạnh lâm bắc phàm đã tập trung đủ năm quý phi đột nhiên có người kêu lên hoàng hậu nương nương đi tuần chỉ thấy bạch thanh tuyết ngồi trong xe ngựa đại diện cho hoàng hậu một đám thị vệ và cung nữ vây quanh. Đây là lần đầu tiên Bạch Thanh Tuyết xuất hiện ở trong thế giới võ hiệp, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Hoàng hậu nương nương rất bá đạo, không nói nhiều, ném xuống một cơn mưa hơn ngàn vạn hồng bao ở chỗ này, còn hùng vĩ hơn lâm bắc phàm và mấy vị quý phi. Bạch Hoàng hậu tới, mọi người còn không nhanh quỳ xuống nên đón. Vẫn là Bạch Hoàng hậu ung dung hoa quý, đâu giống tên hôn quân kia. Hơn nữa Hoàng hậu vung hồng bao bá đạo vênh váo không giải thích, ta bắt được một trăm lượng thật vui vẻ. tất cả lão bà của hôn quân đều tới. ta đột nhiên rất chờ mong tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. luôn cảm thấy có trò hay để xem, nhanh gọi người đến xem. các người chơi vô cùng hưng phấn. trong hiện thực, bạch hoàng hậu đại diện cho bạch thanh tuyết là thê tử được lâm bắc phàm cưới hỏi đàng hoàng. hơn nữa còn là chủ tịch kim tổng giám đốc của tập đoàn tinh quang, thật sự là hình mẫu của tất cả nữ nhân trong thiên hạ. kết quả. Lâm Bắc Phàm lại tuyển nhiều quý phi ở trong game như vậy, bây giờ chính chủ xuất hiện, có cảm giác bắt tiểu tam. Nhìn xem bạch nữ thần đấu tiểu tam, đánh nam cặn bã như thế nào. Thế là, dẫn đến lưu lượng to lớn cho trò chơi thế giới võ hiệp. Số người online nhanh chóng đột phá 150 vạn, sau đó lại đột phá 200 vạn, trong chớp mắt đã đến 250 vạn. Cảm giác tất cả ngư quỷ xà thần đều nổ ra. Có thể nói, thật sự có rất nhiều quần chúng ăn dưa, tất cả mọi người đều thích vây xem trò vui cũng như ngày thường mọi người không nói câu nào trong nhóm bi chát kết quả một cái hồng bao đã hấp dẫn tất cả mọi người thật ra sau khi lâm bắc phàm nhìn thấy tình hình này đã cảm thấy sẽ hỏng việc không ngờ chỉ đi ra phóng túng một chút kết quả lại trêu chọc tất cả các nữ nhân xuất hiện lại còn là người có quan hệ mờ ám chẳng phải đại lão bà bạch thanh tuyết sẽ bùng nổ sao hắn lập tức chạy đến phòng sách tìm bạch thanh tuyết kết quả phát hiện cửa bị khóa chặt thật sự đã mưu tính trước thanh tuyết nàng mở cửa ra đây lão công đừng làm ồn đến ta ta đang chơi game đấy biết nàng chơi game mới muốn nàng mở cửa lỡ đâu xảy ra chuyện gì sẽ không khống chế được lão bà nàng mở cửa đi chúng ta cùng nhau chơi đùa đừng làm phiền ta bây giờ ta đang chơi vui vẻ lúc này bạch thanh tuyết đã điều khiển nhân vật bạch hoàng hậu của mình đi đến trước mặt đám người lâm bắc phàm quần chúng vây xem đều hô to hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế hoàng đế còn chưa có phản ứng gì không biết đang làm gì trong lòng đám quý phi đứng sau lưng lo lắng không yên những vẫn dựa theo cách chơi trong trò chơi tiền hành vấn an hoàng hậu hoàng hậu nương nương các tường hoàng hậu nương nương phượng thể an khang bạch hoàng hậu các vị muội muội không cần phải khách sáo chúng ta tập trung lại một chỗ vì một nam nhân cũng là duyên phận, sau này cứ gọi nhau là tỉ muội đi, đừng xa lạ như vậy. Lúc nào có rảnh, đến nhà ta tụ họp một chút. Đám nữ nhân biết rõ tình hình thực tế càng thêm lo lắng. Rốt cuộc Bạch Thanh Tuyết có ý gì? Là lấy đại cục làm trọng, hay là sau khi về trong nhà mới tính toán sổ sách? Là muốn ngã bài sao? Rốt cuộc có nên đi hay không đây? Chỉ có vi vi quý phi không rõ chân tướng, hưng phấn nói, được được, bạch tỷ tỷ ta đã sớm muốn đến nhà ngươi chơi. Lúc nào chúng ta đi? Cần chuẩn bị gì không? Còn có vũ thiên mị thở hỗn hển nói, nữ vương đại nhân quá hào phóng, nếu là ta chắc chắn sẽ không để bọn họ bước vào trong nhà một bước. Quần chúng ăn dưa không biết tính hình thực tế cho rằng bạch thanh tuyết hào phóng, chỉ coi đây là trò chơi mà thôi. Cũng khiến rất nhiều người đến xem xé mặt đều không ngừng thất vọng, sôi nổi giật dây không ngờ lại bình tĩnh như thế mất công đến bạch hoàng hậu lấy ra khí phách của ngươi xé bọn họ đi chính cung đấu tiểu tam ta tuyệt đối ủng hộ ngươi không chỉ ở trong game ở trong hiện thực cũng phải như thế tốt nhất đánh lâm bắt phàm không xuống giường được lúc này cuối cùng hoàng đế đã có phản ứng hoàng hậu nhanh lao vào lồng ngực của trẫm quần chúng ăn dưa rối rít mỉa mai có thể đổi lời thoại hay không mỗi một quý phi đều nói như thế thú vị lắm sao hoàng đế này đúng là hôn quân lời thoại giống nhau lần lượt lừa gạt từng muội tử đáng yêu đáng thương ta chỉ có ngủ chỉ cô nương đám quý phi vứt bỏ tên hôn quân này lao vào ngực của ta đi chúng ta cùng nhau làm cách mạng giang sơn ta hứa cho ngươi vị trí hoàng hậu ở trước mặt mọi người bạch thanh tuyết vẫn nể mặt mũi lâm bắc phàm điều khiển nhân vật bạch hoàng hậu này đi tới bên cạnh hoàng đế một người quân lâm thiên hạ, một người mẫu nghi thiên hại, hai người đều là nhân vật ngập trời kích phát cài đặt ẩn, lập tức phát sáng. Hai người cùng chúc Tết hơn ngàn vạn người chơi. Lại vung một cơn mưa hồng bao nữa, Bạch Thanh Tuyết đang nghe truyện trên TV Audio CV Apply, đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm Lâm Bắc Phàm lại gọi, lão bà đáng yêu của ta, nhanh lao vào trong ngực của ta. Bạch Thanh Tuyết lường một cái, ở trong game như vậy, ở trong hiện thực cũng vô lại như thế, nhưng vẫn ngồi vào trong ngực lâm bắc phàm như chim nhỏ nép vào người nhìn lâm bắc phàm chơi game lão bà cảm ơn nàng nàng thật tốt lâm bắc phàm cưng chiều nói nếu không còn có thể thế nào các đứt quan hệ của chàng và bọn họ vậy chẳng phải chàng sẽ hận ta thấu xương sao bạch thanh tuyết bất đắc dĩ nói bây giờ ta cũng nhận mệnh nghĩ thoáng hơn ai bảo ta lại có một lão công ưu tú hoàng mỹ như vậy chứ ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế So với việc để chàng làm loạn, không bằng nắm trên tay của mình. Bọn họ đều là nữ hài rất ưu tú, lại đều thích người đã có thê tử là chàng, hừ. Lâm Bắc Phàm cười xấu hổ, điều này chứng minh lão công của nàng thật sự ưu tú. Bạch Thanh Tuyết đưa ra tối hậu thư, nhưng đây cũng là cực hạn chịu đựng của ta, chỉ mấy người bọn họ, không thể nhiều hơn nữa. Nếu còn thêm một người nữa ta sẽ làm thịt chàng, ta tình nguyện cả đời này sống như quả phụ. Tuy biết rõ không có việc gì, nhưng vẫn cảm thấy dưới đũng quần lạnh lẽo. Không đâu, có các nàng đã đủ rồi, ta thề. Cho chàng cũng không dám. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười đắc ý, sau khi ăn Tết xong hẹn bọn họ đến tụ họp một chút. Có một vài việc nói rõ ràng thì tốt hơn, tốt cho tất cả mọi người. Nhận được sự đồng ý của Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Liên tục phát mấy cơn mưa hồng bao ở trong trò chơi, mọi người vui sướng hớn hở nhận hồng bao qua năm mới vui vẻ lúc này số người online trò chơi đã vượt quá ngàn vạn lúc này đột nhiên có người đi tới hỏi lâm bắt phàm lúc nào ngươi bắt đầu trồng cây mã phụ thân người ta đã bắt đầu hành động ngươi lại không có chút hành động nào đang làm gì chứ rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với vấn đề này đúng thế ngươi dự định lúc nào bắt đầu trồng cây ta nhớ các ngươi có một vụ cá cược chẳng lẽ ngươi dự định nhận thua Mã phụ thân kêu gọi người trong cả nước, ngươi có cách nào vượt qua hắn? Bây giờ mọi người chỉ xem ngươi hành động. Lâm Bắc Phàm trả lời, ta đã bao một mảnh đất ở sa mạc Tengger, dự định trồng cây gây rừng ở nơi đó, phát triển cây nông nghiệp, chỉ cần qua Tết xuân lập tức hành động. Nghe được câu trả lời của Lâm Bắc Phàm, mọi người tập thể 666. Chỉ cần có hành động, mặc kệ thắng thua, tất cả mọi người đều khen ngợi. Lại có người đưa ra nghi ngờ mã phụ thân chỉ trồng cây ở khu vực hoang mạc an xa ngươi lại lựa chọn khu vực sa mạc có phải độ khó khăn quá lớn không hơn nữa mã phụ thân kêu gọi người cả nước cùng làm công ích nghe ý của ngươi hình như là tự làm cuối cùng ngươi có thể thắng mã phụ thân sao đối với điều này cũng có rất nhiều người tỏ vẻ lo lắng lâm bắc phàm nói khoác mà không biết ngượng đó là đương nhiên ta chính là muốn trồng trọt trong sa mạc như vậy mới thể hiện được thực lực của ta tính cách của ta giống với tiểu na tra cũng không tin số mệnh ta nhất định phải trồng ra một ốc đảo trong sa mạc khiến mã đại vân không còn lời nào để nói dù mã đại vân kêu gọi người cả nước cũng không so được với ta xem lâm bắc phàm ta quản lý gió mưa như thế nào lấy sức của mình thay đổi càng khôn đánh bại người cả thiên hạ ha 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 rất nhiều người cảm thấy hắn đang ngưu bức rối rít ồn ào đừng nói khoác lác chẳng may cuối cùng không làm được thì sao chỉ tin tưởng một mình ngươi có thể đánh bại ức vạn người trong cả nước chúng ta trồng cây trong sa mạc cũng không phải nói đùa dù ngươi tiêu hết tài sản chỉ sợ cũng không được việc đừng hành động theo cảm tính ngươi có thể học theo mã phụ thân một chút kêu gọi người cả nước cùng làm vẫn nên thành thật làm đi không ai tin tưởng hắn có thể làm được lâm bắc phàm như bị chọc giận ta nhất định có thể đánh bại mã đại vân không tin chúng ta đánh cược đánh cược như thế nào? Đám người ồn ào hỏi. Trồng cây vòng quanh khắp mọi nơi trong trò chơi thế giới võ hiệp của ta, các ngươi trồng ở trong đó một cây, ta sẽ trồng trong hiện thực một cây, các ngươi trồng bao nhiêu thì ta trồng bấy nhiêu. Lúc các ngươi phủ xanh cả lục địa này, nếu mảnh đất trong hiện thực của ta còn chưa được phủ xanh, coi như ta thua, thế nào? Sao trồng cây với nhân dân cả nước, mọi người nghe thấy rất thú vị. Được, quy tắc cụ thể như thế nào? Chúng ta trồng cây ở trong trò chơi như thế nào? Giám sát thế nào? Rất nhiều người đặt câu hỏi. Thế là, Lâm Bắc Phàm ném kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu ra. Có thể đến Triều Đình nhận nuôi mầm cây nhỏ, mỗi ngày đều phải online tưới nước và bón phân, còn phải tiến hành trừ sâu, đợi sau khi cây lớn lên, có thể quyên cho Triều Đình, Triều Đình sẽ trồng cây ở mảnh đất kia. Không chỉ có thể trồng cây mầm, còn có thể trồng hoa cỏ khác, cuối cùng đều tính là một cây giống. Mọi người cảm thấy trò chơi nhỏ này khá tốt, chơi trò chơi nhỏ còn có thể làm công ích. Thế là, trò chơi này được mở ra trong lúc Tết Xuân. Rất nhiều người chơi chen chúc vào trong trò chơi, nhận nuôi mầm cây nhỏ. Mỗi người chỉ có thể nhận nhiều nhất 8 mầm cây nhỏ cùng một lúc, nếu muốn nhận nuôi càng nhiều hơn, nhất định phải bỏ tiền. Hơn nữa, nước, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ đủ loại đều phải dùng tiền của mình để mua, rất nhiều người thầm kêu đã bị lừa. 8 cây quá ít, ít nhất phải nhận nuôi 70-80 cây. Bỏ ra chút tiền nhỏ không tính là gì, dù sao chơi trò chơi cũng có thể kiếm lại. Nếu Lâm Bắc Phàm không trồng nhiều cây như vậy cho ta, ta sẽ khiến hắn đẹp mặt. Ta lập tức phái người phản lại hắn. Lại còn có rất nhiều loại thực vật để lựa chọn, ta vẫn thích trồng hoa. Chủng loại thật sự phóng phú, có rất nhiều lựa chọn. Tất cả mọi người vô cùng phấn khởi, cứ như trồng hoa trồng cây thật sự. Rất nhiều người đều lựa chọn trồng đầy cây trong sân nhà mình, nhiều nhất có thể trồng 64 cây. Nhất là người chơi nhân dân tệ, rất chịu tiêu tiền, không chỉ trồng đầy, còn mua một số lượng lớn phân bón. Toàn dân giấy lên làn sóng trồng cây ở trong game. Hơn nữa, trong trò chơi lại ra đời một nghề nghiệp, gọi là kẻ trộm cây, chuyên môn vượt nóc băng tường đi trộm cây nhà khác, sau đó quyên cho triều đình làm công ích, chỗ tốt đều là của hắn ta. Đương nhiên, hành vi này bị mọi người căm thù đến tận xương tủy rất nhiều người lên án mạnh mẽ hành vi này nhưng cũng không nhịn được đi làm thế là làn sóng trồng cây trộn cây bùng lên còn có một số người võ công cao cường đặc biệt làm hoạt động đánh nhà cướp cây một tên cường đạo đột nhiên phá cửa mà vào ta là ăn cướp nam đứng bên trái nữ đứng bên phải không nam không nữ đứng ở giữa cho ngươi hai phút nhanh giao cây của ngươi ra nếu không ta sẽ cho ngươi thử một lần xem lưỡi dao của ta có sắc bén không? Ngươi có thể cướp tiền của ta, thậm chí cướp sắc của ta, nhưng không thể cướp cây của ta. Người chơi nhân dân tệ bi phẫn. Cường đạo mất kiên nhẫn, ngươi không có sắc đẹp, tiền cũng không nhiều bằng ta, ta cướp những thứ này của ngươi làm gì? Bây giờ lão tử thiếu cây, nhanh giao ra, lão tử còn bận đi làm từ thiện. Một tên cường đạo lại không biết xấu hổ nói bản thân muốn đi làm từ thiện ngươi không sợ vừa đi quyên cây, liền bị triều đình bắt lại. Người chơi nhân dân tệ lộn xộn trong gió. Còn có Minh Tinh đang khoe khoang bản thân trồng cây, nói bản thân trồng bao cây, cuối cùng ngơ ngác thấy bị mất sạch. Mới phát hiện cây của mình đều bị bạn tốt trộn sạch. Một trò chơi trồng cây công ích nhỏ, lại lần nữa khiến thế giới võ hiệp nổi tiếng. Bây giờ số người đăng ký đã vượt qua một ức người. Bởi vì trồng cây cần thường xuyên tưới nước bón phân nhổ cỏ, vì vậy mỗi ngày người chơi đều phải đăng nhập 2-3 lần mới được. Điều này khiến lưu lượng của trò chơi nhận được sự tăng trưởng to lớn, số người online bình quân đã vững vàng đạt đến 150 vạn. Đã đăng nhập vào, không thể chỉ tưới nước bón phân, chắc chắn phải đi ra ngoài dạo chơi, luyện cấp gì đó, hoặc là tiến hành mua sắm, dẫn đến đơn đặt hàng trong thương thành võ hiệp cũng tăng vọt. Bây giờ, trên cơ bản, thế giới võ hiệp đã trở thành một trò chơi tính toàn dân. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại thì ra cái gọi là đánh cực chỉ là một kế hoạch tiếp thị mục đích vẫn là vì trò chơi thế giới võ hiệp này nâng cao lưu lượng để kiếm tiền nếu là lúc trước mọi người còn sợ hãi than thở nhưng lâm bắc phàm đã trở thành lão đại được công nhận có thể hành động như thế cũng rất bình thường thế nhưng cũng có người chở mỉa mai bởi vì làn sóng trồng cây bùng lên bây giờ triều đình trong thế giới võ hiệp đã trồng hơn trăm vạn cái cây không biết trong hiện thực Lâm Bắc Phàm có thể đuổi theo được không? Lâm Bắc Phàm nghiêm trọng đánh giá thấp sự nhiệt tình của người chơi. Trong đợt Tết Xuân mới mở ra trò chơi trồng cây nhỏ này, bây giờ còn chưa qua Tết Xuân, đã tích lũy hơn 100 vạn cái cây. Lâm Bắc Phàm thông qua người đứng sau hiểu rõ, người chơi tham gia trồng cây lên đến 60 triệu người. Chỉ dựa vào số người, cộng thêm tốc độ trồng trọt, chỉ sợ không đến thời gian một năm có thể phủ xanh sa xa mạc trong trò chơi lâm bắc phàm cũng thấy hơi căng thẳng cảm thấy có thể hành động sớm lâm bắc phàm lập tức hóa thân thành thượng thương chi nhãn bay đến sa mạc tenger hô mưa gọi gió đầu tiên là dẫn dòng nước ấm áp đến xua đuổi nhiệt độ không khí lạnh lẽo sau đó đưa mưa gió tới chủ yếu là đưa mưa phùng lất phất đến để hơi nước ở sa mạc tenger trở nên dồi dào hơn cuối cùng là đưa một số lượng lớn long khí từ nơi khác trên thế giới đến tẩm bổ cho khoảng đất này kể từ đó trồng cây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cứ làm vậy đến khi Tết xuân kết thúc. Tuy thoạt nhìn sa mạc Tengger có dáng vẻ của sa mạc, thật ra bản chất đã xảy ra thay đổi, từ một mảnh đất cằn cỗi sỏi đá biến thành một nơi có thể mọc cỏ. Lâm Bắc Phàm dùng Long khí tẩm bổ lâu dài, cuối cùng nơi này đã biến thành một khu rừng rậm. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm liên lạc với Lưu Phong Thủy. Trước đó, Lâm Bắc Phàm đã để lão thành lập một công ty cây công nghiệp đặc biệt bao thầu một mảnh đất ở sa mạc Tenger trồng cây, phát triển cây công nghiệp, cải thiện hoàn cảnh sa mạc đồng thời kiếm tiền. Vì vậy bây giờ muốn tìm hiểu tình huống. Lão bản, chúng ta đã dắt cầu dựng dây với các bộ và ủy ban trung ương có liên quan của quốc gia, đã bắt được liên lạc với chính phủ tỉnh Cam Túc, họ rất ủng hộ hoạt động của công ty chúng ta. Trước mắt công ty chúng ta nhận thầu 100 vạn mẫu, đã lên kế hoạch gieo trồng, chỉ cần qua Tết Xuân là có thể khai hoang trồng cây. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, 100 vạn mẫu quá ít. Diện tích của sa mạc Tengger là 4.3 vạn km vuông, tương đương với 6.450 vạn mẫu, 100 vạn mẫu chỉ là một khu vực nhỏ trong đó mà thôi, còn chưa tới 2%. Hắn muốn cho người phủ xanh cả sa mạc Tengger, chút diện tích đó không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Lão bản, không hề ít, bởi vì bọn họ sợ hình thức kinh tế kiểu này của chúng ta sẽ thất bại, vì vậy cho 100 vạn mẫu tiến hành trồng thử trước, nếu hiệu quả tốt còn có thể tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, chúng ta còn nhận được chính sách ưu đãi rất lớn, trên cơ bản 10 năm đầu không cần nộp thuế, 10 năm tiếp theo giảm nửa thuế. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, trước mắt quốc gia đang cố gắng rất nhiều với việc xanh sạch hóa. Đã muốn núi vàng núi bạc, còn muốn non xanh nước biếc. Còn việc tuyển nông dân thì thế nào, chúng ta cần lượng nhân công rất lớn. Tiền lương của chúng ta rất có ưu thế, trước mắt đã tuyển được 3.000 người. Hơn nữa đã liên lạc với văn phòng xóa đói giảm nghèo của địa phương, bọn họ hứa hẹn còn có thể điều hơn 2.000 người tới. Đại đội hơn 5.000 người đi trồng cây. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, Lưu Đại Sư làm việc thật sự khiến người ta yên tâm. Đầu tháng 3 bắt đầu hành động, bây giờ ta còn thiếu hơn 100 vạn cây đấy, nhanh chóng trả nợ đi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Lập tức tuyển 5.000 người đến trồng cây, hành động lớn như vậy không lừa được những người khác. Cộng thêm Lâm Bắc Phàm vốn là nhân vật điểm nóng, vì vậy truyền thông đưa tin rất nhiều tin tức, gây ra tiếng vang to lớn. Đúng là tên phá của, mỗi lần vừa lên tin tức đều có hành động lớn. Lâm Bắc Phàm bắt đầu trồng cây, lại dùng tiền mời hơn 5.000 người, một đại thổ hào. Nói lời giữ lời, ta ủng hộ ngươi, dự định lại quyên mấy cây nữa. Ta đã quyên 32 cây, ngày mai quyên 32 cây còn lại. Chúng ta cùng nhau cố gắng, phủ xanh sa mạc tenger mã đại vân còn đặc biệt gọi điện thoại tới được đó tiểu lão đệ không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc vốn tốc độ của ta đã rất nhanh không ngờ ngươi đến sau lại vượt trước lại có cả đại đội trồng cây đương nhiên ngươi là quân lính tản mát tuy tiếng tâm to lớn những độ khó tổ chức cũng lớn còn đội ngũ bên ta có tổ chức có kỷ luật chỉ cần cho tiền đúng chỗ lập tức lao động lâm bắc phàm đắc ý nói Thế nhưng ngươi cũng tiêu rất nhiều tiền Để nuôi sống đại đội trồng cây kia của ngươi Thì mỗi tháng cũng tốn 6, 7 ngàn vạn đấy Mỗi tháng 6, 7 ngàn vạn Hàng năm cũng chưa đến 10 ức Đối với ta chỉ là chuyện nhỏ Ta còn cảm thấy 5.000 người thật sự quá ít Ít nhất phải đạt đến hai vạn người mới miễn cưỡng đủ Tiểu lão đệ, ngươi trâu Trong lòng Mã Đại Vân cũng xuất hiện cảm giác nóng nảy Cũng như Lâm Bắc Phàm đã nói hắn dùng tiền nuôi một đội ngũ trồng trọt có tổ chức có kỷ luật hành động chắc chắn nhanh hơn hắn ta hơn nữa càng ra sức hơn cộng thêm lâm bắc phàm chịu tiêu tiền chắc chắn tốc độ trồng cây không chậm còn hắn ta lại triệu tập người tình nguyện dựa vào sự nhiệt tình để hành động có vẻ người đông thế mạnh nhưng tổ chức khá khó khăn cuối cùng thật sự có khả năng kém hơn lâm bắc phàm không thể đợi thêm nữa bên ta cũng phải tăng tốc độ thế là tết xuân vừa qua hai vị lão đại đã bắt đầu so tài. Tất cả mọi người cảm thấy mùa xuân này rất phong phú, đầu tiên là con ngựa đen, na tra, ma đồng dáng thế, gần như lật ngược toàn bộ lễ hội mùa xuân, hất tung rất nhiều phim điện ảnh xuống đất. Dù phong thần truyền kỳ có minh tinh tụ tập, đứng trước mặt na tra cũng ảm đạm phai mờ, không chống đỡ được mấy ngày đã không được nữa. Tất cả mọi người rất yêu thích na tra, thích mỗi một nhân vật trong phim điện ảnh. Cùng lúc đó, Mọi người cũng thay đổi cái nhìn rất lớn với phim điện ảnh hoạt hình, không cho rằng nó là phim điện ảnh nhi đồng nữa, mà là đề tài phim điện ảnh phù hợp với già trẻ, phù hợp với nam nữ cùng xem. Đây là một sự tiến bộ lớn trong lịch sử phim điện ảnh Trung Quốc. Còn có trò chơi Thế giới võ hiệp này cũng đạt được sự phát triển nhanh chóng trong Tết Xuân, số người online bình quân đạt đến 1.500.000, số người cao nhất vượt quá ngàn vạn, xưng bá ở thị trường trò chơi trong nước. Tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh đầy tham vọng, chuẩn bị mở ra một loạt kế hoạch trò chơi. Còn vì sự nghiệp công ích, Lâm Bắc Phàm đánh cược với các người chơi, Lâm Bắc Phàm và Mã Đại Vân so trồng cây, cũng tăng thêm rất nhiều đề tài nói chuyện trong dịp Tết Xuân. Qua Tết Xuân, còn có một việc lớn, đó là đại hội xúc tiến đầu tư của Tinh Quan sắp bắt đầu. Đại hội xúc tiến đầu tư lần này vẫn như trước đây, hấp dẫn rất nhiều tập đoàn xí nghiệp nổi tiếng, hấp dẫn sự chú ý nhân dân cả nước thậm chí là toàn cầu bởi vì mỗi một đại hội xúc tiến đầu tư đều mang đến cơ hội phát triển to lớn. Ai có thể là người đầu tiên lấy được hạng mục tinh quan trong đại hội xúc tiến đầu tư, có nghĩa trong năm nay tập đoàn xí nghiệp sẽ phát triển thuận lợi, phát triển nhanh chóng. Đây đã là một bí mật công khai. Trong đại hội xúc tiến đầu tư lần này có các hạng mục. Ở phương diện phim truyền hình cũ, chung cư tình yêu và võ lâm ngoại truyện đã phát sóng ba quý, đây là lần cuối cùng bọn họ kêu gọi đầu tư, trong chương trình sẽ cho mỗi người một kết cục và dạng dò. Mặc dù là phim truyền hình cũ, nhưng có rất nhiều khán giả, nhất là treo tên mùa cuối cùng. Bởi vì hai bộ phim truyền hình này nương theo sự tích lũy mạnh mẽ, rất có thể cuối cùng sẽ đột phá trở thành cấp hiện tượng. Ở phương diện phim truyền hình, có bộ tỷ thiên đồ long ký cuối cùng trong ba bộ thần điêu, phim bom tấm tình cảm thanh xuân đô thị phấn đấu. Trong đó vì tỷ thiên đồ long ký có hai bộ phim trước tích lũy vững chắc, vì vậy cạnh tranh vô cùng kịch liệt mặc dù phấn đấu là bộ phim mới nhưng vì là tinh quang luôn có danh tiếng tốt cùng với dễ dàng làm quảng cáo nhất nên cũng nhận được sự theo đuổi của rất nhiều thương nhân hai bộ phim truyền hình gọi vốn sáng tạo ra kỷ lục mới ở phương diện chương trình giải trí lại không có hạng mục mới trang ninh brother china gót tha cũng đủ chống đỡ nửa năm ở phương diện phim điện ảnh tổng cộng đẩy ra ba bộ phim điện ảnh mới theo thứ tự là lạc lối ở thái lan Thám tử Phố Tàu, Cung Phu. Hai bộ phim điện ảnh trước đều là series phim điện ảnh rất thành công, có thể quay lâu dài. Cung Phu là một bộ phim võ thuật rất kinh điển, dù qua 20 năm vẫn kinh điển. Ở phương diện phim phóng sự, thật ra Trung Hoa trên đầu lưỡi 2 đã bắt đầu ghi hình, chỉ thiếu kêu gọi đầu tư. Đây chính là hạng mục do tinh quang đẩy ra trong nửa năm. Đại hội xúc tiến đầu tư năm nay tổng cộng thu hoạch phí tài trợ 1.350 ức, lại lần nữa lập nên tầm cao mới sau khi đại hội xúc tiến đầu tư kết thúc bạch thanh tuyết không vội làm việc ngược lại hẹn đám nữ nhân hàng sở sở dương tử nhi đến nhà làm khách hoan nghênh hoan nghênh sở sở đây là lần đầu tiên ngươi tới nhà của ta nhỉ bạch thanh tuyết nhiệt tình chào hỏi hàng sở sở ở cửa ra vào đúng đúng vậy lần đầu hàng sở sở hơi được cưng chiều mà lo sợ lúc trước vẫn bận việc của quỹ ngân sách vì vậy còn chưa tới nơi này, thật sự xin lỗi Bạch Tổng. Sau này đừng gọi ta là Bạch Tổng, gọi ta là Bạch Tỷ đi, dù sao chúng ta đều là người một nhà. Hả? Hàng sở sở không hiểu rõ tình hình. Vốn lần này nàng đến đã chuẩn bị sẵn sẽ tam đường hội thẩm, có lẽ vĩnh viễn rời xa nam nhân kia, chỉ không ngờ lại được nữ chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi đang diễn cái gì vậy? Dù nàng đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng hoàn toàn không nhìn ra. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng nói, ngươi tự tìm chỗ ngồi xuống đi, ngươi là người đầu tiên đến, còn có mấy người chưa tới, cũng sắp tới rồi, ta đi tiếp đón bọn họ trước. Hàng sở sở thật sự như hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện Vũ Thiên Mỹ đang gặm một quả táo nhỏ đôi mắt sắc bén lường nàng. Hàng sở sở hơi chột dạ, Vũ Tổng, sao ngươi nhìn ta như vậy? Sau này đừng gọi ta là Vũ Tổng, gọi ta là Vũ Tỷ, hoặc là thiên mị tỷ bởi vì ta vào cửa sớm hơn ngươi vũ thiên mị chững chạc đàng hoàng nói hả hàng sở sở lại lần nữa ngơ ngác sao hai người kia lại kỳ lạ như vậy cảm giác bầu không khí hơi là lạ, lạ hàng sở sở đứng ngồi không yên hơi muốn chạy trốn lâm bắt phàm ở đâu ta có một vài công việc muốn báo cáo với hắn hôm nay là thời gian tụ tập chỉ nói cuộc sống không bàn công việc hàng sở sở sao hôm nay lại cảm thấy kỳ quái như vậy? Lúc này ở ngoài cửa, Bạch Thanh Tuyết đã nên đón vị khách thứ hai Dương Tử Nhi. Bạch tỷ tỷ, đây là rượu dưỡng sinh ta mang đến cho ngươi, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, ngày thường ta cũng không nỡ uống, lần này tặng cho ngươi hai bình. Dương Tử Nhi nịnh nọt đưa hai bình rượu ngon qua. Bạch Thanh Tuyết buồn cười nhìn cô nàng này, ngày thường muốn lấy rượu ở trong tay nàng ấy còn khó hơn lên núi đao xuống biển lửa, kết quả hôm nay lại chủ động đưa tới cửa, chơi thật vui. Vậy ta nhận, đã lớn tuổi, đúng lúc cần những thứ này. Ngươi còn nữa không, cho ta thêm hai bình. Dương Tử Nhi khẽ cắn môi, có, chút nữa ta lấy cho ngươi. Trong lòng đau đến nhỏ máu, nhưng vẫn giả vờ ra vẻ không thèm để ý. Lâm Bắc phàm hỗn đảng, ta vì ngươi đã phải đổ máu, sau này nhất định phải đền bù tổn thất cho ta. Bạch Thanh Tuyết buồn cười kéo Dương Tử Nhi đi vào. Trong tất cả các nữ nhân, Nàng không có địch ý với Dương Tử Nhi nhất. Bởi vì nàng ấy đáng yêu lại thông minh, nhưng lại thích uống rượu say sưa, giống như tiểu muội muội vậy, rất buồn cười. Tử Nhi đã đến, nhanh đến đây ngồi đi, đúng lúc tỷ tỷ có chuyện hỏi ngươi. Vũ Thiên Mị vẫy tay. Thiên Mị tỷ tỷ. Dương Tử Nhi chột dạ đi tới. Bởi vì lúc trước đi nước Mỹ, nàng bị Vũ Thiên Mị giao cho trách nhiệm giám sát Lâm Bắc Phàm thật tốt, không cho phép hắn hái hoa ngắt cỏ kết quả lại kéo bản thân vào, cảm giác bản thân rất có lỗi với thiên mị tỷ tỷ. Ngồi xa như vậy làm gì, ngồi chỗ ta này. Vũ thiên mị vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Được. Dương tử nhi cúi đầu đi qua ngồi xuống, như tiểu hài tử phạm sai lầm. Vũ thiên mị ôm cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của dương tử nhi, không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tử nhi, cười hiếp mắt nói, vậy mới đúng, sau này chúng ta là tỉ muội thật sự, phải thường xuyên đến nhà chơi, hầm rượu luôn mở cho ngươi được dương tửu nhi vui vẻ đồng ý vị khách thứ ba là jessica chạy về từ nước mỹ bạch tỷ vừa gặp mặt đã ôm bạch thanh tuyết một cái bạch thanh tuyết nhìn hai chiếc xe chất đầy đồ ở đằng sau buồn cười nói ngươi tới thì tới sao lại mang đến nhiều đồ như vậy ngươi định ở lại nơi này lâu dài sao đây đều là quà mua cho các ngươi ta không biết các ngươi thích gì vì vậy dứt khoát mua hết Jessica hưng phấn khoe khoang, đây là sữa rửa mặt Sophie, mỗi ngày rửa sáng tối có hiệu quả cực kỳ tốt, ta đã thử qua, bây giờ vẫn đang dùng, cũng mua cho bạch tỷ một phần. Đây là ghế massage an khánh, có thể thư giãn thần kinh loại bỏ mệt mỏi. Đây là kem dưỡng vô ngân, bảo đảm ngày nào làn da cũng non mềm. Jessica giới thiệu từng cái một, thật sự đủ loại không thiếu thứ lạ. Bây giờ ngươi có thể thành đôi với yêu tinh, bởi vì hai người các ngươi đều thích mua sắm, hơn nữa cái gì cũng thích mua. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu cười, đi vào trước đã, bữa tối sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một chiếc xe nhỏ màu hồng đáng yêu típ 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 lái vào. Lại Vi Vi bước xuống từ trên xe, hưng phấn gọi, "Bạch tỷ tỷ, Jessica, ta đã tới." "Vi Vi." Bạch Thanh Tuyết rất khiếp sợ. Bởi vì sau đó nàng hiểu được, Lại Vi Vi và Lâm Bắc Phàm không có quan hệ mập mờ thân phận quý phi của nàng ấy căn bản dựa vào quyền lực của nàng ấy để thêm vào, lúc trước là hiểu lầm. Vì vậy lần gặp mặt này không mời nàng ấy, kết quả lại tự chạy tới. Đã nói là cùng nhau tụ họp, kết quả các ngươi lại không nói với ta, hừ. Lại vi vi hơi cáo kỉnh. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ, vi vi. Lại vi vi lại rất hiểu chuyện, nở một nụ cười đáng yêu, bạch tỷ tỷ ta biết đây không phải lỗi của ngươi, chắc chắn là tử muội giật dây các ngươi làm như vậy, nàng quá xấu xa, ta phải đi tìm nàng tính sổ sách. Sau đó nàng thở hổn hển lao vào trong phòng. Bạch Thanh Tuyết đưa tay ra, muốn ngăn cản nàng ấy, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống. Vừa mới lao vào trong nhà, nhìn thấy Dương Tử Nhi đang vui sướng uống rượu, lại vi vi tức giận, tử muội đã nói là cùng đi, kết quả ngươi lại bỏ mặt ta chạy tới đây, ngươi thật sự quá xấu. Vi vi, ngươi không nên đến đây, dương tử nhi lúng túng nói vì sao không thể tới lại vi vi chống nạnh vặn hỏi một buổi tụ họp nho nhỏ dựa vào cái gì không thể tới buổi tụ họp này là dương tử nhi cũng không biết giải thích như thế nào cũng không thể nói nữ nhân ở đây đều là nữ nhân của lâm bắc phàm đây là buổi tụ họp gia đình cũng là một cuộc chiến giữa nữ nhân ngươi không nên đến đây chứ cũng đã tới rồi vậy hãy đến đây ngồi một chút vũ thiên mị vỗ chỗ ngồi bên cạnh Vi Vi, đến đây, để tỷ tỷ nghiêm túc nhìn ngươi nào, dáng vẻ tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Thiên mị tỷ tỷ, ta đến đây. Lại Vi Vi hưng phấn reo hò một tiếng, sau đó nhảy qua. Lúc này, bên trái Vũ Thiên mị là Dương Tử Nhi, bên phải là Lại Vi Vi, một người ngang ngược một người hồn nhiên, như tịnh đế song liên. PS tịnh đế song liên là hai đóa hoa sen nở cùng một cuốn, được coi là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm. Vũ Thiên Mị nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, sau đó lại nhìn về phía hàng sở sở đứng ngồi không yên, còn có vẻ mặt hơi căng thẳng của Jessica, nở nụ cười kỳ quái. Lâm Bắc Phàm đang nấu ăn à, ta đi giúp hắn. Hàng sở sở tìm lý do muốn bỏ chạy. Ta đi giúp ngươi. Jessica hiểu ra. Kết quả vừa đứng dậy đã bị Bạch Thanh Tuyết đè xuống, hai người các ngươi đừng hòng đi, hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với ta, đừng để ý đến tên hoa tâm đại của cải ở trong phòng bếp. Lúc này, sáu nữ nhân tập trung lại, trăm hoa đua sắc, đẹp không sao tả xiết. Đồ ăn đã xong, mọi người có thể lên bàn. Lâm Bắc Phàm nấu ăn xong, bê ra ngoài. Lão công Lâm Bắc Phàm, ta đã đến. Lại Vi Vi hưng phấn chạy tới. Lâm Bắc Phàm hoảng sợ, Vi Vi, sao ngươi lại ở đây? Sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết, chẳng lẽ là lão bà đại nhân mời tới, Nàng Hào phóng vậy sao? Bạch Thanh Tuyết tức giận, còn không phải chuyện tốt do chàng làm. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, ta đã làm chuyện tốt gì? Vũ Thiên Mị cũng đi tới, nói bên tai Lâm Bắc Phàm, tiểu nam nhân của ta, diễm phúc không cạn nghĩ. Không ngờ ta và nữ vương đại nhân của chàng, còn không quản được một mình chàng. Đúng là hoa trong nhà không thơm bằng hoa dại. Lâm Bắc Phàm mỉm cười ngượng ngùng, Thiên Mị, nàng nghe ta giải thích mắt thấy mới là thật tai nghe là giả cần gì giải thích tối nay chàng chuẩn bị sẵn sàng cho ta ta chắc chắn phải ép khô chàng trong lòng lâm bắc phàm rung động đây rốt cuộc là trừng phạt hay là khen thưởng bạch thanh tuyết gọi mấy người khác ngồi xuống mỉm cười nói chỗ chúng ta không có quy củ gì mọi người cứ tùy tiện ngồi tùy tiện ăn cứ coi như đang ở nhà vũ thiên mị chua chát nói đúng đấy sau này tất cả mọi người là tỉ muội tốt còn cái gì không buông xuống được Hình như còn thiếu rượu. Dương Tử Nhi tinh mắt, không rượu không vui. Lâm Bắc Phàm lập tức hóa thân thành quý ông nho nhã lịch sự, cười nói, "Các vị nữ sĩ xinh đẹp, trước khi ăn tối, ta xin phép biểu diễn một chút ảo thuật nhỏ cho mọi người xem." Ánh mắt sáu nữ nhân lập tức tập trung lại. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, chính như Tử Nhi vừa nói, trên bàn thiếu rượu ngon. Các ngươi muốn uống rượu gì cứ việc nói ra, ta lập tức biến ra cho các ngươi." Được Ta muốn uống, Dương Tử Nhi hưng phấn, lập tức tuôn ra một chuỗi dài tên rượu. Nếu không ngăn cản, chỉ sợ có thể nói hơn một canh giờ, còn không bị trùng tên. Sắc mặt lâm bắc phàm đen xì, một người chỉ có thể gọi một loại. Dương Tử Nhi biểu đôi môi nhỏ nhắn, nhỏ mọn, vậy ta muốn một ly rượu vang đỏ che vơ chốt, muốn hương vị tốt nhất 12 độ. Tử Nhi tiểu thư, sẽ có ngay. Tay của Lâm Bắc Phàm thoáng qua trước mặt Dương Tử Nhi một cái, sau đó nắm lấy một cái ly trong suốt. Thoạt nhìn ly rượu này bình thường không có gì lạ, nhưng ánh sáng chiếu xuống lại hiện ra màu sắc mê ly sặc sỡ. Cái ly này thật xinh đẹp." Đám nữ nhân kêu lên. "Uống rượu vang đỏ, dùng ly thủy tinh là thích hợp nhất." Lâm Bắc Phàm đặt ly thủy tinh ở trước mặt Dương Tử Nhi, "Tử Nhi tiểu thư, mời ngươi thưởng thức rượu vang đỏ." Thế nhưng trong ly không có rượu. Dương Tử Nhi ngơ ngác. Không, bên trong có rượu. Hãy nhìn kỹ. Đúng lúc này, từ đáy ly thủy tinh ùng ụt rượu vang đỏ từ từ trào ra. Thật sự có. Dương Tử Nhi rất vui mừng, đám nữ nhân rất ngạc nhiên. Dương Tử Nhi cầm ly thủy tinh nho nhỏ nhấp một ngụm, say sưa nói, chính là hương vị này, rượu vang đỏ che vơ chốt chính tông, hơn nữa còn là hương vị 12 độ. Đến lượt ta. Đến lượt ta lại vi vi hưng phấn giơ tay lên ta muốn một ly cốc tai càng nhiều màu sắc càng tốt điều này đơn giản lâm bắc phàm lại biến ra một ly đựng rượu cốc tai vi vi ngươi muốn màu sắc gì màu hồng trước trong ly rượu lập tức xuất hiện rượu màu hồng muốn màu xanh lá lại vi vi lập tức kêu lên phía trên rượu màu hồng lại hiện ra rượu màu xanh lá bây giờ ta muốn màu xanh da trời trong ly rượu lại hiện ra một lớp rượu màu xanh da trời. Cứ vậy, lúc ly cốt tai này biến ra bảy màu, cứ như là cầu vồng vậy, cuối cùng đã đựng đầy ly. Lại vi vi cầm lấy bằng hai tay cẩn thận uống một ngụm, hạnh phúc đến mức không mở mắt ra được. Lâm bắt phàm phục vụ vị mỹ nữ thứ ba, sở sở, ngươi muốn uống rượu gì? Cho ta một ly rượu trái cây bình thường là được. Hàng sở sở hơi xấu hổ, đưa ra một yêu cầu vô cùng đơn giản, không muốn tăng thêm độ khó cho người yêu của mình. Hương vị gì? Ô mai. Kết quả, Lâm Bắc Phàm trực tiếp biến ra mấy viên ô mai, sau đó đặt ô mai vào trong ly, nhẹ nhàng lắc lư. Ô mai từ từ biến mất, biến thành rượu ô mai. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm lại biến ra loại rượu mà ba vị mỹ nữ còn lại muốn. Đám nữ nhân ngạc nhiên nhìn xem, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu lão công của mình vốn rất mê người nhưng ngày thường đều rất kiềm chế thế nhưng một khi bật hết hỏa lực lúc này đám nữ nhân đều cảm thấy rất ngạc nhiên kiểu lãng mạn bất ngờ không kịp đề phòng này tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng với các nàng sau khi màn biểu diễn kết thúc lâm bắc phàm khẽ mỉm cười ngồi về chỗ của mình bạch thanh tuyết và vũ thiên mị cũng khẽ mỉm cười mỗi người đặt một tay của mình lên đùi lâm bắc phàm sau đó dùng sức véo một cái Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm không thay đổi, trong lòng lại đầy mụ mụ bức. Mọi người đừng lo lắng, ăn nhanh đi. Bạch Thanh Tuyết đứng lên chào hỏi, "Ta biết có lẽ các ngươi có rất nhiều suy nghĩ với buổi tụ họp hôm nay, thật ra cũng rất đơn giản, ta chỉ muốn tập trung mọi người lại một chỗ, mọi người làm quen với nhau, giải quyết tốt mối quan hệ, coi như đây là một bữa gia yến đi." Bạch Thanh Tuyết thở dài, "Ta cũng không muốn nhiều lời, dù sao làm nữ nhân cũng không dễ dàng." nhất là những nữ nhân yêu cùng một người càng không dễ dàng hơn các ngươi đều là nữ nhân thông minh ưu tú đều có suy nghĩ của mình cũng biết hậu quả khi làm như vậy chỉ hy vọng trong tương lai các ngươi đừng hối hận được rồi đồ ăn đã nguội mọi người nhanh ăn đi thế là mọi người bắt đầu ăn nhưng bầu không khí vẫn hơi tế nhị và xấu hổ mọi người đột nhiên không muốn nói nhiều cũng không biết nói gì trong lòng đều có suy nghĩ riêng bạch thanh tuyết gợi đề tài mấy lần mọi người cũng chỉ lúng túng nói qua loa vài câu không có hiệu quả lâm bắc phàm vội vàng biến ra rượu cho mọi người chỉ có lại vi vi không tim không phổi ăn uống thả cửa ăn ngon ăn ngon các ngươi nhanh ăn đi đám người đúng lúc này vũ thiên mị đột nhiên hỏi ôi đúng rồi các ngươi từng ngủ với lâm bắc phàm chưa động tác ăn cơm của mọi người khựng lại Khụ khụ, chỉ có Dương Tử Nhi phản ứng dữ dội nhất, ho hết ngụm rượu vừa mới uống vào ra. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn sang, Dương Tử Nhi lập tức chột dạ. Tử Nhi, chẳng lẽ ngươi, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị ngạc nhiên nhìn nàng ấy. Jessica tỏ vẻ buồn cười. Cuối cùng Dương Tử Nhi thấy không giấu nổi nữa, đôi mắt đảo một vòng, kêu lên một tiếng, đôi mắt trưng trưng nhào vào trong ngực Bạch Thanh Tuyết, Bạch Tỷ Tỷ, Thiên Mị Tỷ Tỷ, các ngươi phải làm chủ cho ta, ta bị lâm bắc phàm lừa lên giường khụ khụ đến lượt lâm bắc phàm ho khan hắn lừa ngươi lên giường bạch thanh tuyết dịu dàng an ủi tử nhi kể hết uất ức của ngươi ra đi ta nhất định giúp ngươi đòi lại công bằng thật sự quá khốn nạn ta ghét nhất tên cặn bã hoa tâm lừa người vũ thiên mị cùng chung mối thù lâm bắc phàm cảm thấy hai ánh mắt sắc bén liếc qua cười khổ trong lòng tử nhi ta bị nàng hại chết trong ánh mắt soi mói của đám người, cuối cùng Dương Tử Nhi đã giải thích mọi việc. Thì ra, lần đó sau khi trở về từ buổi tụ hội ở Hollywood, Lâm Bắc Phàm lừa gạt nói mình trúng xuân dược rất mạnh, nhất định phải cái kia cái kia mới có thể giải độc, nếu không có khả năng sẽ đột nhiên mắc bệnh chết. Vì cứu mạng Lâm Bắc Phàm, Dương Tử Nhi có lòng tốt, đi theo hắn. Dương Tử Nhi còn diễn trò, nước mắt lột bột rơi xuống, nhưng cuối cùng đi điều tra phát hiện căn bản không có loại thuốc này, hắn lừa ta, lừa mất sự trong sạch của ta. Hắn là tên cạn bã. Ánh mắt của mọi người đồng loạt liếc tới, sắc bén như thế, cứ như muốn giết người vậy. Hàng sở sở, tại sao lại lừa tiểu cô nương người ta, vì sao không lừa ta? Jessica, đại sư, lừa gạt tiểu cô nương rất vô đạo đức, nếu ngươi lừa ta, ta sẽ theo. Lại vi vi, thật hâm mộ tử muội. Sau này có nên thử một lần không? Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị dịu dàng an ủi, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta nhất định giúp ngươi đòi lại công bằng. Cảm ơn tỷ tỷ, các ngươi thật tốt. Dương Tử Nhi như tìm được chỗ dựa lớn. Đột nhiên bị Dương Tử Nhi đẩy một tay, Lâm Bắc Phàm hoàn toàn không cười nổi nữa. Cảm giác đứng ngồi không yên, cứ như trên ghế có gai vậy. Đây là nợ tình do chàng trêu ra, chàng tự xử lý cho ta, nhất định phải khiến Tử Nhi hài lòng, nếu không ta sẽ hỏi tội chàng. Bạch Thanh Tuyết lấy uy nghiêm của thê tử ra. Không sai, người ta là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu như vậy, sao chàng lại ra tay được? Bây giờ chàng nhất định phải làm tử nhi cười, chúng ta đều đang nhìn đấy, nếu không chàng sẽ biết tay. Vũ Thiên Mị cũng rất tức giận. Tử nhi, chúng ta đi vào phòng nói chuyện. Ta không muốn. Ta sợ chàng lại làm ra việc cầm thú gì đó với ta. Dương Tử Nhi run lẩy bẩy. Lâm Bắc Phàm sao ngày thường lại không phát hiện kỹ năng diễn của tử nhi cao siêu như vậy chứ lâm bắc phàm lấy ra đòn sát thủ chúng ta nói về việc dùng rượu bồi thường ồ vậy chúng ta đi nhanh đi dương tử nhi kích động lôi kéo lâm bắc phàm đi vào trong phòng mọi người bây giờ ngươi không sợ hắn làm ra việc cầm thú à đi vào trong phòng lâm bắc phàm lên án tử nhi nàng học xấu ta đâu có đối xử với nàng như vậy dương tử nhi cười lạnh chàng dám thề, lúc trước không phải chàng lừa ta sao? Bây giờ ta không còn là thiếu nữ ngây thơ không biết gì nữa, ta đã tìm được chỗ dựa lớn, nếu chàng không thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ tố cáo chàng, lúc đó xem chàng làm thế nào. Lâm Bắc Phàm ủ rũ cúi đầu, nói đi, nàng muốn uống rượu gì ta chuẩn bị cho nàng. Coi như chàng biết điều. Dương Tử Nhi rất đắc ý. Khoảng 15 phút sau, Dương Tử Nhi mới cười hiếp mắt đi ra, Lâm Bắc Phàm sắc mặt tối đen đi theo phía sau. Lúc này, mọi người ở trên bàn cũng thả lỏng, nói chuyện thoải mái. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đề nghị đều là tỉ muội nhà mình, mọi người tạo một nhóm chat, nếu có việc cũng dễ liên lạc. Đây là số của ta, ai muốn quét ta? Vũ Thiên Mị cầm điện thoại của mình quét qua. Dương Tử Nhi thứ hai. Jessica thứ ba. Lại Vi Vi thứ tư. Cuối cùng, hàng sở sở lén lút quét một cái, trong đầu tràn đầy điều khác thường. Vi Vi, ngươi còn nhỏ, còn cơ hội quay đầu, tuyệt đối đừng bị gia hỏa kia lừa gạt, nhanh xóa số đi. Dương Tử Nhi lôi kéo tay lại Vi Vi, giọng điệu sâu xa nói. Tuổi tác của ngươi còn nhỏ hơn ta, không có tư cách nói lời này. Lại Vi Vi phản đối. Dương Tử Nhi. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đề nghị, sau này có thời gian, mỗi tuần chúng ta tụ họp một lần đi, liên hệ tình cảm. Jessica phải làm thế nào? Jessica cười hiếp mắt, vừa rồi ta đã nói chuyện với Bạch Tỷ, lấy một tầng lầu ở cao ốc sông tử tinh coi như văn phòng ở Trung Quốc, sau này ta cũng có thể thường xuyên ở lại nơi này. Tất cả mọi người đều ở đây, thật tốt. Lâm Bắc phàm than thở. Tiện lợi cho chàng. Mọi người trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau, phục một tiếng bật cười nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha